Em phần em bắt đầu luôn nhá. Em là 5 giờ 45 đến đến 5 6 giờ 15 là sẽ xong đấy. À, sẽ nhường lại mic cho MC. Đúng 30 phút. Những tâm thái là gì? Tâm thái là nói nghĩa phạm, nghĩa trái, nghĩa đen của nó ấy. Tâm là cái tim này. Nghĩa tâm nó ở bên trong. Tâm là như kiểu là cái trái tim của mình, là tâm tính của mình ấy, ở bên trong. Thái là gì? Đó thái độ ở cái bên ngoài. Đấy, cái tâm thái ấy, thì bản chất là là một cái thái độ bên ngoài được bên trong quyết định và thể hiện ra mà thôi. Đó. Vậy thì bản thân chúng ta muốn mà có tâm thái tốt thì chúng ta phải tốt từ cái bên trong mình. Đó, bên trong mình là bản chất, chúng ta phải là bản chất tốt. Thì bản chất tốt thì nó sẽ hình thành rất nhiều cái tốt, trong đó có cái thái độ tốt, đó, tâm thái. Thì cái để học cái trí tâm thì nó là dùng đức để phục tâm, dùng tâm để dẫn tài. Kẻ tài chỉ là người sự việc. Trong quá trình cái công việc kinh doanh này, nếu chúng ta muốn đưa được, thu hút được những nhân tài về, hoặc những người có năng lực hoặc có tâm huyết về ấy, thì chúng ta phải thật sự là cái tâm là muốn là mời họ về. Đó. Thì cái trí tâm này thì mỗi người sẽ hiểu theo nghĩa khác nhau hoặc là ngộ khác nhau. Có những người mất rất nhiều thời gian để ngộ ra cái trí tâm này, và cũng có người là để nhân duyên thì có thể là ngộ sớm hơn. Nhưng có một cái là cái tâm thái nó sẽ tạo ra cái khí chất, tạo ra cái năng lượng cho cái công việc kinh doanh này, là cái tâm thái. Cái này rất quan trọng, nó quyết định thành công. Thứ hai là chúng ta bắt đầu định nghĩa thành công là gì đã, và thành công trong như mây là gì, đúng không cả nhà mình? Đấy là cái tâm thái, cái góc nhìn của em. Tất cả hôm nay sẽ chia sẻ theo góc nhìn cá nhân nhá. Thành công là một cái phạm trù rất là rộng lớn. Ôi trời. Thành công là một cái phạm trù rất rộng lớn, và cái định nghĩa của từng người thì tùy từng giai đoạn của cuộc đời người, hay tùy từng giai đoạn của xã hội, các tiêu chí thành công nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ngày xưa thành công là có nhiều tiền có thể là thành công, giàu có chẳng hạn, hoặc là có sự kính trọng người khác là thành công, hoặc là có giá trị cho đi là thành công, vân vân. Thành công nó rất nhiều định nghĩa khác nhau. Còn em thấy có một vài định nghĩa nhỏ của một cái nhóm người họ thành công, hay là sắc mã cũng có những định nghĩa khác. Ví dụ như thành công là gì? Thành công không phải là kết quả, mà thành công là quá trình mình nỗ lực hết sức mình, nó là thành công. Nếu bạn làm cái việc gì bạn nỗ lực hết sức mình dù kết quả như nào cũng là thành công, đấy có thể là thành công. Hoặc là thành công là đặt ra những mục tiêu cụ thể một cách rõ ràng và nó xứng đáng. Ví dụ như tôi muốn lên năm sao vàng vì cái gì đó mà mình cảm thấy xứng đáng, đó là thành công. Cái rất rõ ràng trong khoảng 2 năm, hoặc trong khoảng 3 năm, hoặc trong khoảng 5 năm. Đó là mục tiêu một cách cụ thể rõ ràng và nó có xứng đáng hay không. Rồi ví dụ như là thành công là có thể là hiểu, thấu hiểu được nhu cầu và mong muốn của người khác cũng là một sự thành công. Ở trong kinh doanh này chúng ta làm việc cùng nhau, thì nếu mà chúng ta mà thông hiểu nhau, chúng ta hiểu được cái nhu cầu, hoàn cảnh, con người, những ưu điểm hạn chế của nhau, thì hoàn toàn chúng ta có thể đi xa với nhau. Còn thành công là có nhà để mà về cũng là thành công, tại vì đi thật xa để trở về mà. Con người ta là có rất nhiều nơi để đi, một chỗ để về là gia đình ạ. Có những người chỉ mong muốn thành công là có một cái gia đình thôi, một nơi để họ họ có thể đi khắp nơi, nhưng mà khi mà đi hơi chán, hơi mỏi hoặc là đặng giá trị ngay lập tức họ có một điểm họ muốn về, đấy là một sự thành công ạ. Rồi thành công là niềm tin chẳng hạn, cũng là một sự thành công, là tin là mình có thể làm được đấy, nên cái thành công nó rất là rộng. Hoặc thành công là thành công toàn diện, là một sự thành công mọi lượng cân bằng trong cuộc sống, đây là chỉ số hạnh phúc chẳng hạn, thành công bằng hạnh phúc, đấy là một thành công. Đó là cân bằng giữa công việc, cuộc sống, giữa cả gia đình với cá nhân với xã hội đó. Rồi có thể thành công là lo biết cái yêu thương bản thân mình chăm lo được bản thân mình về thân thể thể gì ạ, về thân tâm trí chẳng hạn đó. Làm sao thân thể mình có khỏe mạnh, tâm hồn mình cảm thấy thoải mái, yêu đời, đúng không, và trí tuệ mình minh mẫn, vân vân. Hoặc là thành công là biết đủ cũng là một sự thành công, biết đủ là một thành công. Thì Nguyễn Công Trứ câu nói rất là hay là biết đủ mới là đủ, mong đủ bao giờ đủ,
biết nhàn mới là nhàn, chờ nhàn đợi nhàn bao giờ nhàn. Đó, thành công là một sự hài lòng, là một sự thành công. Hài lòng những cái gì mình đang có cũng là một sự thành công. Rồi thì thành công là cho đi. Tại vì biết rằng là chúng ta có thể kiến tạo ra nhiều thứ, đặc biệt là của cải vật chất, nhưng chúng ta đâu có mang theo cái gì đến kiếp sau đâu. Chúng ta cho đi là một sự thành công, biết buông bỏ là một sự thành công. Và thành công là vượt qua nỗi sợ hãi, vân vân. Đây là những cái góc nhìn về thành công cá nhân, hoặc có những góc nhìn thành công gia đình hơn chẳng hạn. Thành công là thấy con cái mình trưởng thành, hoặc thành công như em ấy thì em thích là nó trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày đó, mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chẳng hạn. Ok, vậy thì chúng ta nhìn tâm thái thành công. Vậy cái thành công ấy nó rất là rộng, nhưng có một câu định nghĩa là thành công không phải là một đích đến, mà thành công là một hành trình. Cái hành trình đến cái đích đến đó mới là trải nghiệm thành công. Thế nên cuộc đời chúng ta nó như kiểu là khoảng 70-80 tập sách thôi, mỗi tập là 365 trang, mỗi trang là một ngày đấy ạ. Kẻ khôn ngoan thì giờ từ từ mà thưởng thức nó đó, người khôn ngoan thì từ từ mà thưởng thức nó, kẻ dại thì tìm cách vội vã mà sở thật nhanh. Ôi cứ yên tâm, nó cũng không dài đến mức độ mà chúng ta phải vội vã lắm, cơ bản là nó sẽ hết ở một giới hạn, mày cứ từ từ mà thưởng thức nó. Vậy thì đối với góc nhìn của em á, thành công là sự trưởng thành đấy, cá nhân của em. Thế nên một cái vận động viên được huy chương vàng Olympic thì rất nhiều người nhìn thấy là cái phần thưởng là vòng nguyệt quế, huy chương vàng Olympic là một phần thưởng lớn, đó là sự thành công. Nhưng có ai mang cái vòng nguyệt quế đi ăn đâu, hay mang huy chương vàng Olympic đi bán đâu. Cơ bản là họ sẽ treo ở nhà, ở những nơi trang trọng hoặc là phơi khô đi. Vậy thì cái gì, cái giá trị nó tạo ra từ cuộc sống họ thay đổi, đó chính là cái hành trình trưởng thành từ khi họ bắt đầu. Đó, từ là một người ngoại đạo, xong trở thành một vận động viên, xong trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, xong thi ra rất nhiều cuộc thi khác nhau, cả giải quốc gia có, giải thế giới có, và rất nhiều lần thất bại, và đến cái kỳ Olympic nào đó họ thành công và họ trở thành người có huy chương vàng Olympic. Như vậy là thành công là cả một hành trình trải nghiệm và tăng trưởng đó, và chúng ta đang có sự thành công đấy. Đó là hành trình học tập 5:30 sáng nhau, đúng hay sai nhỉ mình, đúng không ạ? Đấy là thành công. Vậy thì bây giờ lại quay lại, vậy tâm thái nào sẽ giúp chúng ta thành công? Tâm thái nào sẽ giúp chúng ta thành công? Thì có một vài cái tâm thái sau đây mà chúng ta có thể nói lại theo ý kiến của em. Đây là một vài tâm thái tốt để giúp chúng ta thành công trong cuộc sống nha, nói chung, và trong kinh doanh như mây nói riêng. Vậy thì cứ định nghĩa luôn, những cái thành công như mây nó dễ này. Thành công như mây là lên 5 sao vàng đã, bước 1. Thứ hai là thành công như mây là lên 5 sao vàng giúp được nhiều ông 5 sao vàng gì đó, và nhận được nhiều giá trị trong quá trình đó, được chưa? Thành công cuộc sống rộng quá, thành công như mây nó hẹp hơi bị. Vậy thì cái thứ nhất là tâm thái thành công là thứ nhất là chúng ta phải có một cái tâm thái tích cực trước mọi vấn đề. Đây cái gạch đầu dòng, cái gạch đầu dòng đầu tiên để chúng ta có thể tâm thái thành công, đó là chúng ta có thái độ và tâm thái tích cực. Có nghĩa chúng ta có tâm thái tích cực trước mọi vấn đề. Hãy cảm ơn cuộc đời như lúc nãy được bác sữa cảm ơn. Cảm ơn lý sữa. Tại sao việc này quan trọng? Vì trong NLP ấy, thì nó có cái là thế giới bên ngoài phản ánh thế giới nội tâm bên trong. Không có thời tiết xấu mà chỉ có những thời tiết đẹp khác nhau. Vậy thì bản chất là do cảm thụ từng người, đúng không? Nam giới thì có hay có vui là không có phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết rằng mình rất xấu. Còn nữ giới thì lại bảo là không có phụ nữ xấu, chỉ có gì ạ? Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Còn những cái thằng có tâm thái tích cực thì nó nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có mắt chúng mày nhìn nó không đẹp. Còn mắt nghĩ là như bọn tao luôn luôn nhìn nó đẹp. Đấy, ví dụ như thế. Tâm thái tích cực chỉ còn điều là những vẻ đẹp khác nhau. Thì cái thái độ tích cực này ấy, nó là dạng nó sẽ giúp chúng ta luôn luôn nhìn thấy cái mặt tốt của sự việc. Nó sẽ luôn luôn nhìn, giúp chúng ta nhìn thấy cái mặt tốt nó được thể hiện rõ hơn. Chúng ta nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, và những cái mặt xấu của nó hoặc những khó khăn nó sẽ cảm giác nhỏ đi hoặc bị che mờ. Tại vì cơ hội luôn luôn đi đồng hành với khó khăn, và khó khăn thì luôn luôn đi trước cơ hội, và cơ hội luôn đi sau nó. Vậy nếu chúng ta muốn có khó khăn thì đồng nghĩa chúng ta phải tìm thấy ở nơi đó phải có cơ hội.
Và ở nơi nào đó có muốn thấy cơ hội thì chúng ta phải tìm đến nơi nào có khó khăn. Và ở nơi nào có khó khăn, y như rằng nó ẩn chứa bên trong đó có thể là cơ hội. Vậy thì cái tâm thái tích cực mới giúp chúng ta nhìn thấy cái cơ hội đó trong khó khăn đó, mới giúp chúng ta nhìn thấy cái mặt tốt đẹp trong một sự việc đó. Một cái thái độ tích cực giống như ánh sáng của mặt trời ấy. Nơi nào có ánh sáng chiếu thì nơi đó có gì ạ? Có cây xanh đúng không? Có hoa, có quả, rồi có dạ, nhìn có nhờ ánh sáng nó nhìn thấy những cảnh đẹp. Chính vì vậy cái người mang tâm thái tích cực ấy sẽ hoàn thành cơ bản, sẽ hoàn thành tốt cái mọi công việc và dễ dàng chạm tới thành công hơn rất nhiều. Nên khi mà để đánh giá phân mình không phải phân loại mà phát hiện ra đâu một nhân tố ấy, thì đầu tiên ấy là em luôn luôn nhìn thấy người nó lạc quan tích cực một chút xíu. Và thứ hai là trong quá trình mà làm việc với họ thì cái doanh nghiệp làm việc rất lâu dài, chúng ta khởi đầu cùng nhau, làm việc cùng nhau, thành công cùng nhau, mà đôi khi á như ông Lưu nói già và chết cùng nhau, không biết có xa xỉ đến như vậy hay không, nhưng mà có thể làm công việc khá lâu dài. Có thể chúng ta làm, ví dụ như bọn em làm việc trong cái team này làm việc khoảng 4 năm rưỡi nhau rồi, nghĩ là 4 năm đến 4 năm rưỡi thì ngắn, nhưng mà tầm khoảng là 4 lần đến 4 năm rưỡi là hết 20 năm. Đối với sai cả nhà mình, em Danh bây giờ thì bước sang tuổi 40 rồi, thêm một cục 20 năm nữa là thôi bye bye bye. Lúc đấy nó không phải tuổi lao động hay tuổi ăn chơi nữa. Đấy, đôi khi là lúc đấy là chỉ có điều là giữ cho cái thân thể này nó bớt bệnh tật thì đã là xuất sắc. Thế nên cái câu chuyện đấy như vậy, nhiều người nghĩ là 4 năm rưỡi nó rất ngắn, nhưng bản thân cục đời ta chỉ vài cái cục 4 năm rưỡi là hết. Nên như vậy là một khoảng thời gian dài, đặc biệt tuổi đời làm kinh tế chúng ta chỉ có khoảng là 30 đến 40 năm thôi. 25 tuổi đến 55 tuổi hoặc là 20 tuổi đến 60 tuổi, như vậy nó chỉ gấp 10 lần 4 năm rưỡi là hết, đúng không? 8 đến 10 lần. Ok, vậy thì chúng ta phải có cái thái độ sống tích cực thì trong quá trình làm việc nhau chúng ta đỡ đau khổ, đỡ khó chịu. Nên em có một quan điểm ấy là vui thì làm mà không vui thì thôi, việc ai đấy làm cho nó thoải mái. Thế nên cái tâm thái tích cực nó sẽ hấp dẫn những người tích cực, nó cảm giác cái chúng ta sẽ vui ngay trong quá trình chúng ta làm việc, chứ không phải là lên năm sao vàng chúng ta mới vui. Thế nên lúc này em vừa định nghĩa lại đấy, thành công là một hành trình đến với đích thành công chứ không phải là dạng đích đến thành công. Đối với cả nhà mình thì thành công cuối đời chúng ta giống nhau mà. Trước đây là xuống 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, nhưng bây giờ chúng ta có dọn chọn 2 giải pháp thành công, một là gì ạ? An táng, hai là quả thiêu. Cơ bản là cuối cùng là đích cuối cùng là giống nhau rồi chỉ là hành trình khác nhau thôi. Cái thứ hai, cái tâm thái thứ hai để thành công, gạch đầu dòng hai, đó là tâm thái học tập. Cái này nó rất hay, nên là ra em rất là ngưỡng mộ các nhà phân phối của New May nói chung và New May Việt Nam nói riêng. Tại sao New May nói chung? Tại vì đỡ đụng chạm ai. Tại sao New May Việt Nam nói riêng thì thật sự phải đáng ghi nhận. Vì tinh thần học tập của các anh chị nhà phân phối trong này thật sự là tuyệt vời, thái độ học tập rất tốt. Và cái điển hình đây là một cái thể hiện tinh thần đó. Đó là 5 giờ 30 là chúng ta đã dậy lắc sữa cùng nhau, học tập cùng nhau đúng không? Thật là tuyệt vời. Cái học tập ở đây ấy, thì nó khá rộng. Vậy là học cái gì, học ở đâu, học như thế nào? Nhưng mà em sẽ có thể tóm lại một vài ý. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa cái học là học là bổ sung cái kiến thức, bổ sung năng lượng cho chính mình nha, cả nhà mình nha. Thành công lại là kết quả một quá trình làm việc, mà làm việc là một quá trình là hình ảnh hóa cái mục tiêu và cái tri thức của mình, đúng không ạ? Cứ quá trình làm việc chỉ thực hành hóa nó thôi. Vậy thì không khác gì là thành công là kết quả của một quá trình học tập. Thế nên người ta bảo rồi, tốc độ thành công hoàn thiện với tốc độ thay đổi của bản thân mình, đúng không ạ? Và một đội nhóm học tập là một đội nhóm vô địch. Đặc biệt mà trong cái thời đại tri thức bây giờ, thời đại kinh tế, chính trị, mọi cái xoay vần rất là nhanh, tiếp cận thông tin nhanh, chuyển đổi nhanh, thì cái chu kỳ đổi mới của tri thức bây giờ nó ngắn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thông tin của bạn là bao nhiêu Covid thì ngày mai thông tin nó đã khác rồi. Nên qua cái quá trình cập nhật, chúng ta là cập nhật hàng ngày, cập nhật mọi lúc, mọi nơi. Như vậy cái quá trình học ở đây là học trong cuộc sống, học liên tục, học mọi lúc, mọi nơi. Chứ không phải giai đoạn khởi động thì học, giai đoạn làm trước lên 2 sao, 3 sao thì học, xong là giai đoạn lên 4 sao, 5 sao để không học nữa, là sai. Mình rất là ngưỡng mộ cái thủ tổng thủ lĩnh
Tổng tuyến của chúng ta là thủ lĩnh Đặng Văn Điệp và thủ lĩnh Thiện Thảo. Nhìn tinh thần học tập của các bạn đấy thì tuyệt vời. Mỗi lần mình gặp bạn Điệp hay bạn Thảo thì đều thấy là những cái kiến thức mới, thông tin mới, và đặc biệt là như kiểu là một cái kho tàng tri thức mới, làm cho mình còn thấy ngợp luôn. Thế đó chính là cái tinh thần học tập của các bạn đấy. Chỉ bằng cách học tập, học hỏi không ngừng thì chúng ta mới có thể tích lũy được nhiều năng lượng và tri thức để thích nghi với sự phát triển của cái xã hội đang phát triển như này, và chúng ta mới có thể tồn tại và chúng ta có ưu thế để tồn tại. Thì tài sản của chúng ta là sức khỏe, trí tuệ, và tài nguyên chúng ta là thời gian. Chúng ta hãy dùng thời gian và tài nguyên đó để kiến tạo ra tài sản, đúng không cả nhà mình? Có một câu nói khá hay. Tài sản là sức khỏe, trí tuệ, và tài nguyên là thời gian. Đấy, tài nguyên chúng ta là khá giống nhau rồi đấy. Có chỉ khai thác tài nguyên khác nhau thì quyết định sự giàu có tài sản khác nhau thôi. Ok, cái thứ nhất mà em vừa chia sẻ học ấy, như vậy là học mọi lúc, mọi nơi nhá, liên tục học. Cái thứ hai học là đề cao tinh thần tự học. Thế nên tôi bảo là học thông qua làm và dạy thông qua làm gương. Đấy là một câu nói trong ngành nghề này. Vậy thế nào là học và thế nào là tự học? Như triết lý của Đức Khổng Tử thì khá đơn giản, là đưa cho họ một hình vuông, dạy cho họ bốn cạnh thì đó là học, còn dạy cho họ một cạnh, còn ba cạnh còn lại họ tự học thì đó gọi là tự học. Hiệu quả tự học thì cao gấp 5 lần, 3 đến 5 lần so với hiệu quả của học, và chi phí thì thấp hơn, động não hơn. Thế nên trong kinh doanh này ấy, là khi mà chúng ta học tập từ trên là chúng ta phải chủ động học, đúng không? Và tiếp nhận những cái thông tin nào chúng ta phải mày mò về và đào sâu thêm. Và khi mà chúng ta chia sẻ và hướng dẫn định hướng cho bên dưới hoặc là dạy cho bên dưới thì chúng ta cũng phải cho họ một cái cơ hội trưởng thành, cơ hội tự học đó. Và chia sẻ cho họ 5 thành phần công dụng là sản phẩm là gì, xong hướng dẫn họ đứng bục, xong họ phải tự đứng bục, xong họ tự đào sâu thành phần công dụng sản phẩm. Yêu cái sản phẩm là gì thì bắt họ phải tự đào sâu, hệ miễn dịch là gì họ phải tự đào sâu, các bệnh liên quan hệ miễn dịch họ phải tự đào sâu. Bắt đầu có rất nhiều kênh thông tin khác nhau, có thể trên YouTube, có thể trên Google, có thể trên Facebook, có thể qua các tài liệu nào đó trong các nhóm, Zalo luôn bác. Cái quan trọng nhất là ý thức học hay không thôi. Ok, vậy thì cái thái độ học tập rất là quan trọng nha. Chúng ta lấy sự học là gốc. Thế nên người chưa học thì nghĩ là mình biết rồi, biết hết rồi. Còn người học rồi thì càng học càng phát hiện mình chả biết quái gì cả. Thế nên là kiến thức của mình như giọt nước ấy, đúng không? Tri thức thì mênh mông như đại dương ấy. Những cái điều mà mình biết như của giọt nước thôi, những cái điều mình chưa biết như đại dương, những cái điều thế giới phát hiện ra nó như hạt cát rồi, những cái điều thế giới mà chưa phát hiện ra nó còn là sa mạc mênh mông. Ok, nhưng mà trong quá trình học ấy thì chúng ta phải tập trung vào học cái việc làm sao lên năm số bài ấy cả nhà mình nhá. Tại vì bảo đời người ngắn ngủi và vô thường mà, đời người đã vô thường lại vô cùng ngắn ngủi, thời gian lại có hạn, sinh mệnh có hạn, trong khi tri thức của nhân loại là vô hạn. Nếu chúng ta đem cái có hạn để đòi biết hết cái vô hạn thì là câu chuyện bất khả thi. Thế nên chúng ta đem cái có hạn đó để tập trung biết những cái một phần nhỏ trong cái vô hạn đó phục vụ mục đích chính trong giai đoạn này của chúng ta, đó là lên năm sao vàng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cách đầu dòng thứ ba là tâm thái cho đi. Nó có vài cái luật em không biết nó đúng hay sai, nhưng khi nhận nó là đúng em cũng không hiểu lắm. Chẳng hạn như luật nhân quả này, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, gieo ơn thì ơn đền, gieo báo gieo nghiệp thì nghiệp phải trả, trồng cây nào thì ra quả đấy, đúng không ạ? Ở đời thì có vay có trả mà không có ai thoát được cả. Nên chúng ta muốn nhận lại thì cách tốt nhất là cho đi. Nên cái này ấy, là chúng ta sẽ phải học, chúng ta phải tâm thái cho đi. Thế nên có một câu nói hay mà có một lần em nghe cái thủ lĩnh Tâm Bình chia sẻ là tâm bạn lớn tới đâu thì vũ đài bạn lớn tới đó, và bạn định vị ở đâu thì bạn sẽ có địa vị ở đâu, đại loại như vậy. Hồi đấy thì ngưỡng mộ bạn ấy quá, trong một cái kỳ đại hội gì đấy bạn lên năm sao ngưỡng mộ bạn. Để nhớ được cái câu kiểu kiểu như thế. Em không biết có chính xác hay không nha, nhưng kiểu kiểu như thế. Đại loại là tâm thái của bạn lớn tới đâu thì vũ đài của bạn lớn tới đó.
và bạn định vị ở đâu thì địa vị bạn là tại đó. Thế nên trong cái kinh doanh này nó như cuộc sống vậy, chúng ta nên học cái cách mà yêu thương người khác, học cách giúp đỡ người khác và học cách cho đi. Cho đi đây không phải nguyên tiền bạc, đây là cho thông tin về sản phẩm cũng là cho đi, nhưng mà vì họ thì đó là cho đi, còn vì mình ấy là vị kỷ ấy, đó là nhận lại, vị nhân thì là cho đi. Vì đưa sản phẩm này tốt cho rất nhiều người đúng không ạ, để cho giúp cái Đà Nẵng ấy, nói riêng và Việt Nam nói chung chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, hỗ trợ gì ạ, phòng Covid tốt hơn, thì cũng là một tâm thái cho đi, là vị thế cũng là cho đi, còn vị kỷ mới là gì ạ, mới là gì ạ, mới là nhận lại. Rồi tiếp theo là chúng ta yêu thương họ, quan tâm họ, cũng là một tâm thái cho đi. Mà tình yêu thương ấy là hay lòng tốt hay sự chân thành thì người mù cũng nhìn thấy mà người điếc cũng có thể nghe được. Thế nên mình rất ngưỡng mộ cái hệ thống Trung Lan Thành, thì cái slogan của bạn là tâm yêu thương để nói lên tất cả, trên tất cả đủ sai đó là lòng bao dung, mà để có lòng bao dung được thì nó đều có là tình yêu thương, tình yêu thương rất lớn đó. Thì cái sự cho đi là gì? Cho đi là một cái bí quyết, đây là một cái bí quyết để duy nhất thì không biết có phải không, nhưng đây là một bí quyết quan trọng để có thể chinh phục được cuộc sống, và cũng là một cái kiểu quan hệ của nhân quả. Bởi vì cho đi là nhận lại, cho đi bao nhiêu thì được nhận lại bấy nhiêu và còn nhiều hơn. Khi làm bất cứ những điều gì, bạn không nên nghĩ đến bản thân mình nó làm cho bản thân mình được gì, mà hãy nên làm cho người khác. Khi bạn tạo ra giá trị cho người khác thì người khác sẽ tạo ra trị giá cho chính bạn. Những người mà luôn luôn không sẵn sàng cho đi, luôn ích kỷ bản thân mình thì cơ bản nhất là em nhìn thấy trong kinh doanh này là cơ bản sẽ bị đào thải. Không ai chơi với mình cả. Bạn khôn thế, bạn giỏi thế, bạn khôn thế thì ai dám chơi. Khôn thế thì quan điểm như bọn em ấy thì hay có câu khôn thế lợi thế thì quê tông đầy, trái chơi nhiều quá không chơi. Và khi mà chúng ta không có người chơi cùng, không người làm cùng thì làm gì có hệ thống. Như vậy không có hệ thống thì chúng ta không phát triển được, mà có hệ thống chúng ta không giữ được, đúng không ạ? Bởi vì thành công sẽ không mỉm cười với những người mà ích kỷ đâu. Ok, vậy thì cho đi, và cho đi từ bên trong nha. Tại vì hôm nay chúng ta đang nói về tâm thái, tâm là tim ở bên trong, đúng không cả nhà mình? Đây là bên trong chúng ta phải học cách rộng lượng với chính mình và với người khác. Ok nhá. Còn 7 phút nữa đúng không? Mấy cách cơ nhỉ? Một là tâm thái tích cực này, hai là học học tập này, thứ ba là tâm thái cho đi. Rồi, thứ tư. Tâm thái mạnh mẽ kiên trì. Thay đổi chưa đủ nhưng phải thay đổi mạnh mẽ nha. Ốc sên có di chuyển nhưng di chuyển chậm quá không ai phát hiện nó đang di chuyển. Là lửa từ vàng mà gian nan thử cuộc sống, cuộc đời chúng ta đấy, nó có giá trị khi nó không phải là luôn luôn là một tấm thảm đỏ. Nó thảm đỏ nó chỉ có lên cái bục vinh quang của sân khấu thôi, còn cái hành trình mà đến thảm đỏ đấy là rất nhiều chông gai. Mà đôi khi mà đến cái thảm đỏ đấy mà lên cái bục vinh quang ngắn ngủi như vậy thôi, cũng còn rất nhiều thử thách cuối, như câu chuyện Tây Du Ký với 81 kiếp nạn là một minh chứng, đúng không ạ? Nên khi mà chúng ta biết rằng là cuộc sống chúng ta không phải lúc nào như một cái thảm đỏ, thì cái quá trình thử thách, quá trình đó là một cái hành trình trải nghiệm đầy thú vị. Vậy thì chúng ta phải có cái đầu tiên là chúng ta chấp nhận điều đó, và chúng ta có một thái độ tích cực với điều đó. Đó là trải nghiệm như thế nó mới sướng, nó mới tăng, giúp chúng ta tăng trưởng, thì nó mới tạo ra sự khác biệt trong số rất nhiều những người sinh ra như vậy. Cái sự khác biệt giữa người thành công với người thất bại đó là ai vượt qua những trải nghiệm đó và làm chủ những trải nghiệm đó thành công, và ai bị những trải nghiệm đó hoặc những khó khăn đó tiêu diệt. Vậy thì một trong số những cái bí quyết để chúng ta để vượt qua rất nhiều khó khăn đó là chúng ta phải luôn luôn kiên trì và luôn luôn mạnh mẽ trước mọi vấn đề thử thách. Khi gặp khó khăn thì chúng ta phải bình tĩnh, đúng không ạ? Tâm tĩnh thì trí mới minh, phải kiên nhẫn,
phải biết cách từng bước tháo gỡ những khó khăn để chúng ta đột phá, tự chúng ta đột phá đến một đỉnh cao nào đó, đỉnh thiết lập những cái đỉnh cao mới hơn hay những kỷ lục mới hơn. Và chúng ta phải cần phải cố gắng đến phút cuối cùng, không được đánh mất cái lập trường ban đầu. Thời gian ấy là một tài nguyên, hãy yên tâm là tài nguyên này, tài nguyên này có giới hạn thì thoải mái cho chúng ta khai thác. Nên thời gian luôn kiên nhẫn chờ đợi những người đang kiên trì, những người đang nỗ lực và đang mạnh mẽ để vượt qua khó khăn để đến thành công. Lửa để thử vàng mà, gian nan để thử sức mạnh mà. Ok, cái thứ tư đấy, chúng ta nhớ chưa? Tâm thái là kiên trì mạnh mẽ. Và trong quá trình làm thì đằng nào làm, đằng nào kiếm được nhiều tiền trong như mày nói nhiều, như vậy mạnh mẽ trong quá trình đó. Đằng nào kiếm được tiền to trong như mày nói to, thay vì nói cho một thằng nghe được thì nói cho 10 thằng nghe luôn. Thế là một ông ứng viên của mình nghe 9 ông cà phê bên cạnh, nhớ mày nghe, nhớ mày. Trong 9 ông ấy có 8 ông cười chê trách mình, thì có một ông tò mò đã xin số điện thoại, vớ vẩn lại có một nhánh 5 sao, lỡ ngỡ lại vớ huy chương. Đúng không? Có bị nhanh quá không cả nhà mình? Ấy, xong xong rồi, 3 phút nữa. Ok, cái đầu tàu thứ 5 là thái độ hợp tác. Chúng ta có tâm thái hợp tác. Hợp lực thành lực, mượn lực thành lực. Nói chung là kinh doanh này ấy, là một cái kinh doanh. Kinh doanh này là kinh doanh phát huy, thể hiện cao nhất cái tinh thần sức mạnh của tập thể. Câu chuyện bỏ đũa ạ. Nếu mà bỏ ra từng quay đũa thì bẻ phát gãy ngay. Nhưng gộp lại sao? Rồi câu chuyện là vỗ tay tập thể tạo ra sức mạnh như nào? Thế nên là ngày xưa các thầy dạy của em ấy là downline, sideline số 1, downline số 2. Tại vì lãnh đạo làm gương, nếu chúng ta biết cách hợp tác với các sideline chúng ta, ưu tiên là tác sideline thì các downline chúng ta sẽ tự biết cách hợp tác với nhau. Kinh doanh này nó như ở trên thiên đàng ấy, thức ăn ngon nhưng mà đũa dài quá, tay bị xiềng xích nên người ta gấp cho nhau ăn. Vậy em hôm nay chia sẻ cho nhóm anh chị Tiền Thảo, nhóm chưa? Anh chị Trung Văn Thành thì nhóm anh chị Trung Văn Thành lại chia sẻ lại cho nhóm anh em. Và cứ như vậy là người nào hỗ trợ người kia thể hiện đúng tinh thần cho đi, tinh thần hợp tác tốt, đúng không ạ? Thì mọi người đều cùng phát triển. Còn nếu mà ngày hôm nay em giấu nghề hoặc là em lại chơi xấu, em gây hại cho nhóm anh chị đấy, không hợp tác lại gây hại, thì đến ngày anh chị lại gây lại cho em sao? Hoặc ít nhất là anh chị không gây hại thì anh chị cũng không giúp đỡ em. Thì như vậy là kinh doanh của em không phát triển được mà có thể là nguy hiểm, đúng không ạ? Mà em làm như vậy thì hệ thống lại làm như vậy thôi. Thế nên thôi, lãnh đạo làm gương thì chúng ta hãy tập trung hợp tác. Vậy hợp tác đầu tiên là hợp tác ngài, hợp tác đầu tiên là hợp tác với ông tuyến trên, chung nhau vào nhóm lợi ích, đúng không? Chung thuyền. Hợp tác thứ hai là hợp tác với ai? Hợp tác tiếp là hợp tác bên dưới, chung nhau lợi ích, chung thuyền. Hợp tác thứ ba là hợp tác ngài, hợp tác tất cả các tên bạn, thấy chưa? Chung nhau là chung nhau môi trường, nước lên bèo lên. Hợp tác thứ tư là hợp tác với công ty. Cái ông này mà nó sập một phát là phải toi. Nên thôi, tất cả chúng ta là cùng nhau là về cùng công ty đồng hành giúp công ty phát triển. Công ty nó teo cái là tất cả chúng ta cùng chết chùm, đúng không? Chết là chúa băng hà ngay. Đây là quá trình hợp tác. Thì dân gian mình có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao. Khi làm việc có nhóm ấy thì cơ bản là rủi ro nó thấp đi và xác suất thành công cao hơn. Nhưng cái này mà cái hay này của làm việc nhóm ấy là nó vui. Làm một mình cực thân, ăn một mình chán lắm, khó nuốt trôi lắm, nó không ngon. Thế nên khi đi làm, mình thích nhất cái kinh doanh này là teamwork, làm việc cùng nhau. Vài ngày không làm mà không gặp nhau thì nó cứ buồn buồn. Thế nên em làm Zoom kém lắm. Thế nên em thích gặp nhau chén chú chén anh chẳng hạn, bàn chuyện trên trời dưới bể, đúng không? Hết thời của Donald Trump rồi nền kinh tế của thế giới, rồi châu Mỹ, châu Âu, rồi lại Covid, rồi lại Đà Nẵng, lại bàn cả cái chuyện kinh doanh, rồi cái chuyện thú vui cuộc sống. Chúng ta nhận được nhiều giá trị trong quá trình
ngồi bàn bạc với nhau đó, chứ không phải nguyên giá trị về kết quả công việc. Ok. Cái thứ sáu là tâm thái ạ, khiêm tốn. 6 hay 5 gì ạ? Thì có một cái câu nói rất hay là khiêm tốn là một thành tựu lớn nhất của nhân loại và một phước hạnh của đời người. Khiêm tốn khiến bạn nhận được sự tôn trọng người khác, giúp bạn tạo ra nhiều mối quan hệ hơn trong kinh doanh và dễ dàng dẫn lối đến thành công hơn. Là sự khiêm tốn. Khiêm tốn đây nó không thể nguyên trong lời nói là tôi còn yếu kém lắm, tôi phải học nhiều lắm, tôi đang khiêm tốn đây. Mà khiêm tốn nó thể hiện bằng sức hành động. Người ta chỉ tập trung ngồi lắng nghe học, nghiêm túc đi học đầy đủ. Người ta im lìm đi học, về nhà tự hành, tự luyện tập thêm, xong lại hàng ngày đi lại hành. Thì đó là sự khiêm tốn trong học tập. Người ta quan tâm mọi người, yêu thương mọi người, đúng không ạ? Đó là khiêm tốn trong quá trình đối nhân xử thế, không còn tự kiêu ngạo bản thân mình, chỉ ích kỷ bản thân. Thì đó là sự khiêm tốn. Thì cơ bản nhất ấy, là dòng sông ngoài biển làm thế nào tôi lớn hơn anh, thì biển trả lời đơn giản hãy nhập vào tôi. Nên cái chúng ta hãy là biển, hãy khiêm tốn cúi mình xuống để chúng ta đón được muôn sông. Chúng ta dung hòa được tất cả các loại nước khác nhau, nên sông có thể cạn nhưng biển đâu có bao giờ khô đâu, đúng không ạ? Thì đó là sự khiêm tốn. À, cái này thì em cũng học tập được anh chị Tiền Thảo, anh Điệp rất nhiều, và cả hệ thống anh Trung Lan Thành. Tại vì em ấy, là ngôn từ của em không được tốt và thái độ của em hình như là không khiêm tốn cho lắm. Nhưng bây giờ mỗi ngày sẽ khiêm tốn một tí. Rồi, ok. Rút kinh nghiệm, khiêm tốn một tí. Đấy, mình tự học trong quá trình mình chia sẻ. Tiếp theo nữa là tâm thái, là tâm trạng trân trọng cảm ơn. Thì tâm thái này thì trong New May chúng ta cũng luôn luôn chia sẻ rồi đấy. Trân trọng mới sở hữu mà. Đúng không ạ? Cảm ơn, biết ơn. Chúng ta được tất cả. Thành công trong kinh doanh này ngành hệ thống, thành công là thành công của tập thể chứ không phải thành công cá nhân. Đố các ông nào tự một mình bán lên năm số vàng được ạ? Thế nên ông nào bảo rằng ông ấy giỏi nhất lên năm số vàng là không phép. Là hệ thống của ông ấy là hệ thống gì ạ? Đoàn kết, hệ thống nỗ lực, hệ thống chăm chỉ, hệ thống phát triển, và đó là hệ thống tổ chức lên năm số vàng ạ. Vậy thì thành công của đến với chúng ta một phần là nhờ vào năng lực của chúng ta, còn phần lớn là nhờ vào tất cả sự giúp đỡ của đoàn đội, đúng không? Của môi trường, của công ty, của xã hội, của khách hàng. Vậy thì tất cả những người thành công họ đều hiểu, biết cái điều này, nên họ biết ơn những cái gì đó đã kiến tạo ra sự thành công của họ. Biết ơn tiền trên, biết ơn tiền dưới, biết ơn công ty và cảm ơn đời, cảm ơn tất cả, cảm ơn cả những cái dạng ước mơ của họ để giúp họ trưởng thành, và cảm ơn những cái nguy cơ của họ để họ có động cơ tốt, đúng không? Nếu chúng ta không có thái độ biết ơn và cảm ơn thì không ai muốn chơi cùng mình nữa, chỉ đừng nói là muốn giúp đỡ mình, muốn hợp tác với mình. Chúng ta phải có tâm thái biết ơn dành cho người giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải có tâm thái trân trọng họ, thì chúng ta mới xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Và trong quá trình gắn kết như vậy thì không những chúng ta được một người chiến hữu, một người đồng đội, một người cộng sự, có thể đi với nhau lâu dài, nhiều kinh nghiệm, mà chúng ta còn có thể là được những người bạn, những người tri kỷ, hoặc là những người mà chung nhau, những gu nhau, gu chơi với nhau, đúng không ạ? Bây giờ một bạn chơi chẳng hạn, playboy chẳng hạn, với nhau. Ok. Cái cuối cùng ấy là tâm thái dám chấp nhận. Thành người ta thất bại là mẹ của thành công. Tại sao lại có câu nói như vậy? Tại vì thì chúng ta phải thất bại rút kinh nghiệm, thất bại trưởng thành, và cuối cùng thành công là kết quả, là đứa con của sự trưởng thành, kết quả cuối cùng. Nên chúng ta phải có tâm thái chấp nhận mọi điều đến với mình. Khi mà chúng ta có tâm thái chấp nhận mọi điều đến với mình ấy, thì thắng không kêu, bại không nản. Cái này rất hay này. Trong cuộc đời chúng ta lại không phải lúc nào quyết định đúng hết, mà không phải lúc nào chúng ta chiến thắng hết. Nó đơn giản như này. Sáng nay là em có cái buổi nói chuyện với cả nhà mình, thì tối qua em bị mệt,
Em hẹn giờ là 5 giờ em dậy. Tại vì em nghĩ là 5 giờ 15 bắt đầu vào, 5 rưỡi nói chuyện là ok rồi. Thì ngay cái lúc mà 5 giờ chuông reo reo ấy, là em nó phải chiến đấu với chính em, dậy hay ngủ tiếp. Nhưng may thế nào ấy, là dạ, chúng ta đang ngồi chiến đấu thì nhớ ra là cái gen gen này là do là việc của tổ chức phân phó, thế là mình dậy ngay. May quá là có cái trách nhiệm công việc thì mới dậy. Chứ còn nếu mà ngay lúc đấy mà chỉ có dậy về cá nhân mình ấy, là dậy và đi thể dục cái là chắc chắn là mình ngủ tiếp. Như vậy là trong cái khoảnh khắc sáng nay, may là mình có chiến thắng, nhưng chưa chắc sáng mai mình lại còn thắng, đúng không ạ? Nên cái việc mà chúng ta thắng hay thua là chuyện rất bình thường. Thắng thua là chuyện bình thường nhà binh. Thua hàng trăm trận thì thắng một trận, cái thì Hán Cao Tổ đã gì ạ? Đã chiến thắng Sở Hoài Vương ấy ạ, đúng không? Gây dựng nên đế nghiệp nhà Hán. Nên cả cuộc đời chúng ta có thể là quyết định sai, quyết định sai, quyết định chưa chính xác, quyết định chưa chính xác, sau đó quyết định chính xác. 5 đến 10 lần lựa chọn chúng ta, đôi khi 8 đến 9 lần lựa chọn sai, chỉ 1, 2 lần lựa chọn đúng, chúng ta thay đổi cả cuộc đời chúng ta, cuộc đời con cháu chúng ta rồi. Nên cái chuyện chúng ta dám chấp nhận thất bại, dám chấp nhận trải nghiệm, dám chấp nhận học tập, dám chấp nhận chúng ta thử nghiệm những phương pháp mới, hoặc dám chấp nhận cách tân để giúp chúng ta đột phá. Nên cái cuối cùng của chúng ta ấy, là tâm thái dám đón nhận sự thất bại. Tại vì thất bại là những bậc cầu thang để dẫn đến sự thành công. Thất bại là những hành trình để thành công. Ok, thì hôm nay là phần em chia sẻ là hết rồi đúng không? Anh em bạn MC đâu nhỉ? Nếu được thì làm nốt một cái nữa là bí quyết thành công nốt cho xong. Dạ rồi, anh tiếp tục chia sẻ đi anh. Còn 8 phút anh. Yeah. À dạ. Rồi. Rồi, cái ảnh cuối cùng nốt phát này xong. Cái ảnh này ấy là cái ảnh mà mình có một người tuyến dưới là cái bạn là Nguyễn Thanh Hằng. Đấy, thì bạn ấy tâm thái tốt quá. Không biết hôm nay bạn ấy nói cái gì ấy. Cảm ơn, cảm gì ấy. Rồi thì học tập được cái gì đó thì mình bảo là thôi mình đúc kết lại kinh nghiệm thành công rất đơn giản. Rồi, thành công là có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Thì mỗi người sẽ chọn ra cho mình những mục tiêu thành công khác nhau. Nhưng chúng ta gọi chung đó là thành công. Vậy thì hôm nay em sẽ chia sẻ là 5 bước có thể đạt được thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh như ngoài. Thứ nhất, đầu tiên, muốn thành công được chúng ta phải tìm được công thức thành công đã. Đó là tất cả mọi cái điều đúng. Thì đầu tiên, trước khi đúng thực tế phải đúng về lý thuyết đã. Thì trong cái kinh doanh này là có hay này. Chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần tìm được người thầy trong kinh doanh này, hay một người lãnh đạo của mình trong kinh doanh này, một người thành công trong kinh doanh này mà họ cho mình học tập, mô phỏng, thì chúng ta thành công à? Có nghĩa là chúng ta có cái công thức thành công. Tại vì sao? Tại vì cái công thức đấy được khẳng định, không những đúng về lý thuyết mà cũng đúng về thực tế, thì họ đã làm được. Chẳng hạn các bạn muốn lên 5 sao vàng, các bạn tìm một người 3 sao, một người 5 sao vàng ở đó, trao đổi với họ mà họ quyết định là có thể cố vấn chúng ta, giúp đỡ chúng ta, chia sẻ chúng ta cái kinh nghiệm của họ để lên được 5 sao vàng. Như vậy là chúng ta đã có công thức của họ rồi. Ok chưa? Vậy thì em có ghi trong này ấy, cái bước nhất là tìm được công thức thành công thì tìm được một người thầy nào đó trong kinh doanh này là xong. Cái thứ hai, bước thứ hai là chúng ta phải có khao khát thành công. Khi nào chúng ta muốn thành công nhưng chúng ta cần hơi thở ấy, là thành công sẽ tự đến. Thế nên cứ dí đầu vào nước ấy, không thở được phải ngoi lên đấy. Lúc đấy ấy, thì có dí mạnh đến mấy thì người ta vẫn ngoi được hết. Tại vì sao? Tại vì cái quá trình phải ngoi được là lựa chọn duy nhất người ta có thể lựa chọn. Tại nếu không ngoi được là người ta ngỏm rồi. Không có chuyện để nói ở đây. Thế nên sức mạnh ở đâu? Đó là sức mạnh của sinh tồn. Khi nào mà chúng ta khao khát sự thành công này, chúng ta phải cụ thể hóa cái thành công này là cái chúng ta cảm giác được, chúng ta sờ được, đúng không ạ? Xúc giác hóa nó, chúng ta nhìn được, đúng không ạ? Chúng ta phải cụ thể hóa nó ra, chúng ta nhìn được, chúng ta sẽ nghe được nó. Thành công là gì? Thành công là một xe Mercedes dạng Maybach S650 khoảng 14 tỷ ạ. Đó, chúng ta ngồi lên nó, chúng ta cảm giác nó, chúng ta nghe âm thanh của nó. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu mình cảm giác được. Chúng ta mong muốn thành công. Đúng không ạ? Như anh chị điện thả thì một năm mua được cái Maybach chẳng hạn. Đó. Đấy, thành công là như kiểu thế. Thứ ba ấy, là chúng ta phải tin tưởng là chúng ta thành công được. Niềm tin ấy là một dạng tài sản lớn. Thế nên chúng ta có thể khủng hoảng về kinh tế
Nhưng mà chúng ta đừng để phá sản về dạng tài chính, nhưng mà chúng ta đừng để phá sản về niềm tin. Nếu niềm tin mà chúng ta phá sản luôn sức khỏe, phá sản luôn là hết, đúng không cả nhà mình? Thế nên chúng ta phải tin tưởng thành công, tại vì nếu mà chúng ta không tin chúng ta thành công thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Thì tất cả những cái xảy ra thì ít nhất là nó phải ở trong thiết kế mà phải ít nhất phải 2 lần, là một lần trên bản thiết kế, một lần ngoài đời trên bản thương mại. Và trong quá trình hình thành bản thiết kế bản thương mại thì rất nhiều cái bản thử nghiệm này, ít nhất là 2 lần thiết kế, đúng không? Thứ tư, sau khi có ba cái rồi, cái thứ tư là hành động liên tục để thành công. 3S liên tục để thành công, 3 ổn liên tục để thành công, nhân nhóm kinh doanh liên tục để thành công, đúng không ạ? Vậy thì thay vì nghĩ làm thế nào thành công thì hành động liên tục, vì hành động là vũ khí tối thượng để tạo ra kết quả. Ok, công thức không tạo ra kết quả, khao khát ước mơ không tạo ra kết quả, niềm tin không tạo ra kết quả, phải có hành động nữa mới tạo ra kết quả. Chúng ta có một cái cô hoa hậu này, chúng ta biết cái cách tán cô ấy, chúng ta thích tán cô ấy, chúng ta tin là chúng ta tán được cô ấy, nhưng mà chúng ta không bao giờ hành động tán cô ấy, mà cũng chả bao giờ đi vào khách sạn cô ấy, làm sao sinh con được cô ấy, đúng không? Đúng hay sai thì mình hành động, chỉ có hành động mới tạo ra kết quả, đúng không ạ? Chat online làm sao sinh ra baby được, không có, phải hành động. Cái thứ năm để thành công được là hành động liên tục, nhưng thêm một yếu tố là kiên trì mạnh mẽ tới thành công. Xong. Đấy, công thức thành công này xong, rất ngắn gọn nhá. Chào cả nhà mình, chúc cả nhà mình có một buổi sáng tuyệt vời và có một ngày vui vẻ hạnh phúc. Em xin phép là kết thúc buổi nói chuyện của mình ở đây. Rồi, cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả, cảm ơn đường.